Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh. Kính thưa toàn thể đạo tâm đang theo dõi kênh Cao Đài Tây Ninh Nguyễn Văn Út, hôm nay chúng ta sẽ đến với quyển sách Phương Pháp Trị Tâm Qua Con Đường Thiên Liên Hằng Sống, soạn giả Quang Thông, tài liệu sưu tầm 2024, diễn đọc Hiếu Vinh. Chương 1: Con đường về với Đức Chí Tôn theo Cửu Thiên Khai Hóa. Bài 1: Các chân hồn đi theo phẩm trật Cửu Thiên Khai Hóa còn phải có tự tính rồi tha tính, tức là giác nhi, giác tha đó vậy. Có tự tính rồi tha tính, tức là có tự độ mình rồi độ chúng sanh. Đạo Cao Đài khác với các nền tôn giáo khác là ở chỗ đó. Trước hết phải độ mình, độ gia đình mình, rồi độ ngoại thân tộc, tức là độ cả nhân loại vậy. Mình phải học để mình hiểu đạo. Hiểu đạo rồi, nói sao cho thân tộc mình hiểu đạo? Chẳng những nói đạo cho thân tộc mình biết mà thôi, mà phải nói đạo cho toàn nhân loại nữa. Mình học để biết đạo là lập đức, nói đạo cho thân tộc mình biết đạo là lập công, độ toàn nhân loại là lập ngôn. Có làm đủ ba điểm đó mới về được với Đức Chí Tôn bằng con đường Cửu Thiên Khai Hóa. Luận giải: làm sao để mình hiểu đạo và học đạo một cách đúng đắn? Vì lập ngôn mà sai lầm thì mang thêm tội chớ không có công. Chúng ta phải học hay tham khảo từ những sách mà hội thánh đã kiểm duyệt cho phép in trước kia. Nhưng với phương tiện ngày nay, coi chừng tác giả có thể thêm vào nội dung khác hơn lúc xưa, hoặc do tam sao thất bổn, những người khác vô tình hay cố ý làm đánh máy lạc đi. Tức là chúng ta cần phải lấy trí não nhận định thật sáng suốt mới có thể phân biệt được đúng sai. Tóm lại, muốn đi theo con đường Cửu Thiên Khai Hóa, chúng ta cần phải giữ vững đức tin, tự tính, tha tính, và phải thật khôn ngoan, sáng suốt mới không bị sai lầm trên đường hành đạo. Phần 2: Trường hợp Ngài Phương Quang Kỳ. Bài 4: Bần đạo nói rõ, người ấy là Vương Quang Kỳ, chú ruột của thất nương vậy. Người mở đạo mà chẳng biết đạo là gì hết, đi theo một tư tưởng của nền chánh giáo do Đức Chí Tôn quyết tư tưởng của người ấy và cả hành tạng. Nếu chúng ta thấy, ta sẽ lệnh án là tả đạo bàn môn, chắc hẳn vậy. Lạ thay, khi bần đạo quay lại dòm thấy nhiều bạn rơi xuống bích hải khóc lóc, còn người đó có bận thiên phục giống hình, đội mão giáo sư, lại áo tốt vắt vai, mão cầm nơi tay, bận quần cục ở trần, đi ngật ngờ, ngật ngưỡng, cười một mình, không biết cười cái gì, đi ngang qua bát quái đài như không vậy. Ấy các bạn đủ biết, dầu hành tạng của người bề hữu vi thấy trái hẳn nền chân giáo Đức Chí Tôn mà trọn tâm tín ngưỡng Ngài, ta đoán không đặng, người thọ thiên phục áo mão, dầu không thế gì mặc vô được, duy cầm nơi tay, điền ngàn vô bát quái đại không quyền lực nào ngăn cản được. Chúng ta nên lấy bài học ấy đặng để trọng tâm, đừng phê bình công kích. Thoảng ta có phận sự dạy dỗ để dìu dắt cả các phần tử thánh thể của Đức Chí Tôn, và chúng ta có được quyền lấy oai nghiêm của mình làm phương thế nào dạy dỗ đặng hiểu biết về phần hình thể và phần hồn của toàn con cái Đức Chí Tôn. Ngoài ra, không có quyền gì công kích con cái Đức Chí Tôn. Tự kêu mình bất quá là một phần tử trong thánh thể Ngài mà thôi, không đặng quá tự tôn, tự trọng. Cửa thiên liên, chúng ta có những linh hồn, thoảng may duyên, tạo nhiều linh hồn nữa. Tất nhiên ta có đủ quyền năng dìu dắt con cái của Đức Chí Tôn trở về trong đường lối khai phá của người. Ấy là phận sự
của chúng ta đó. Phận sự. Khi nào gọi đến phận sự thì không có quyền sở hữu chi riêng của mình nơi đó, chẳng phải quyền hành riêng tư của mình, thì không có lý do được tự kêu, tự làm phận sự. Nếu nói chánh đáng nữa, thì ta bất quá là cái máy thiêng liêng của Đức Chí Tôn, mạnh yếu tại nơi người điều khiển, không phải tại chúng ta có quyền tự chủ, tự kêu gì mà đoạt được. Chúng ta có quyền thay thế, làm thầy, làm cha của con cái Đức Chí Tôn. Chúng ta không có quyền làm chủ sự đày đọa, họ bắt làm nô lệ. Chẳng phải vì công nghiệp vĩ đại hay là công nghiệp tối cao của mình mà trở lại khi rẽ các chân linh xuống thế gian này. Nếu các bạn không giữ cho nó công bình ấy, cũng không phương thoát khỏi tội đó, bởi đó là phương pháp trị loạn vậy. Luận giải. Làm sao để trọn tâm tín ngưỡng nơi Đức Chí Tôn? Tại sao ta chỉ được quyền khuyên lơ người bạn nếu họ đi sai đường, chứ ta không được quyền công kích, tự kiêu hay khi rẽ các chân linh xuống thế gian này? Muốn để trọn tâm tín ngưỡng nơi cửu trùng đài, ta học hỏi những lời dạy của Đức Chí Tôn, ta phải nhớ nằm lòng những điều Đức Chí Tôn đã dạy qua thánh ngôn, thi văn dạy đạo. Nên nhớ, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển là quyển thiên thơ của Đức Chí Tôn và các đấng ban cho, nên ta phải học và hiểu ý nghĩa cho nhuần nhuyễn. Rồi đến những lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp là bậc thầy thay thầy mở đạo. Ngoài ra, những kinh sách khác ta phải dè chừng. Kể đó, ta phải năng cúng kiến để tăng lòng tín ngưỡng, vì lễ bái thường hành tâm đạo khởi, niệm danh thầy hàng ngày cũng là cách đánh thức điểm chân thần, chân linh chúng ta ngày càng thêm mẫn huệ, sẽ dễ phân biệt được đâu là chân, đâu là giả. Còn về bạn đồng môn, là người anh em mình phải biết thương họ. Nếu họ rủi đi vào con đường sai lạc, thì mình càng phải thương họ, vì mình còn may duyên hơn họ. Mình chỉ khuyên lên, trình bày lý lẽ để mong thức tỉnh người anh em mình, chớ đừng nên tự tôn, tự đại hay khinh rẻ những người anh em mình. Hơn nữa, chính mình cũng có nhiều lúc bị sai lầm, nên không gì đáng để mình tự cao, khinh rẻ người khác, và đó cũng là điều thất đức. Tóm lại, muốn vượt qua khổ hải để về với Đức Chí Tôn, chúng ta phải có tín ngưỡng mạnh mẽ nơi Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, và phải thể hiện tình thương yêu vô hạn để khuyên lân, dạy dỗ, chứ không được tự tôn, tự đại, khinh rẻ những người anh em chúng ta đó vậy. Phần 3. Khi vào trong Bát Quái Đài, tức là tòa Tam Giáo, ta thấy hình ảnh cả kiếp sanh chúng ta diễn lại, không sót điều gì. Bài 4. Chúng ta thấy mình chẳng khác nào như khán giả đứng trước đài kia coi cả kiếp sanh chúng ta. Từ trước nó sẽ có trước mắt chúng ta, không điều gì sót. Phải chăng nơi ấy kinh Phật nói là minh cảnh đài, chứ không phải kiến trước mặt chúng ta. Chúng ta thấy khi trước chúng ta làm những việc gì, nay nó sẽ chiếu lại cho xem, chẳng khác gì như mình xem tuồng hát bóng vậy. Mỗi khi mình hành động gì trong kiếp sanh khi xưa, hôm nay đều ngó thấy trước mặt, và cân ấy tùy theo nên hư tội, phước mà hiện tượng ra hết thảy, quyết đoán một cách công bình, không sai chút nào hết. Phải chăng đó là huyền bí của tòa thiền liền ấy? Vậy hành tàng đã có trước mắt, luật Tam Giáo chẳng hề sai chạy. Kiếp sanh đã làm gì, đời hay đạo, mặc luật thiền liền không sót một điều. Luận giải. Chúng ta phải tránh làm những điều tội lỗi khuất lấp, dầu ở thế gian không ai biết, nhưng về cõi thiêng liêng ta phải đối mặt với nó. Thối thường con người dễ phạm tội khi không một người nào thấy được, nhưng chúng ta là người biết đạo, phải luôn nghĩ rằng nơi đâu cũng có trời biết, đất biết, và các đấng thiêng liêng hay những người cõi vô hình đều biết. Có nhiều người giết người nơi hoang vắng tưởng không ai biết, nhưng chính linh hồn người bị hại
đã khiến xui án mạng được phơi bày. Những hạng bình dân thì tin tưởng hai bên vài giác có chư thần biên tội phước mình. Điều này có nghĩa là ta phải luôn tự chủ và quyết đoán, cùng giữ linh tâm làm căn bổn để không bị sa đọa vào vòng tội lỗi thấp hèn. Phần 4. Trường hợp nào khi vào bát quái đài, nam hóa thành nữ, nữ hóa thành nam? Bài 4. Có một điều ngộ nghĩnh là chúng ta ngó thấy nam hóa nữ, nữ hóa nam, không còn hình ảnh nữa. Đến bây giờ trong đài ấy hiện ra hai ánh lửa. Nếu người nào thiếu lòng thương yêu, không biết thương mình, không biết thương người, nếu phạm vào luật thương yêu ấy, thì dầu nam cũng phải hóa nữ. Nữ đã trọn kiếp tu thật hành nghiêm luật thương yêu đó thì đặng hóa nam. Có một điều ta nên để ý là không biết lúc nào họ ra cửa. Khi họ ra, không biết họ ra cửa nào. Chúng ta ra chỉ biết mình thôi, không thể gì đoán được mấy người kia. Nếu có đoạt phẩm vị, họ chỉ biết lấy họ mà thôi. Họ thành tiên, thành Phật cũng tại đó. Khi họ ra nam hóa nữ, nếu họ có tội tình gì thì bắt họ phải trở lại đầu kiếp. Dầu cho hình luật định họ phải đầu kiếp, nhưng họ còn quyền duy chủ của họ nữa. Không có quyền luật nào buộc họ phải đầu kiếp liền được. Họ đặng vô đại ấy 1200, 2400, tới 3000 năm, ở đó an nghỉ, vui hứng. Ngày giờ nào biết ta có thể đầu kiếp trở lại, đặng chuyển pháp, đến giáo đạo, hành đạo, chừng ấy chúng ta ra khỏi niết bàn, đặng đầu kiếp. Đạo vợ chồng ở trên thế gian này, chúng ta nên cẩn thận để ngày kia về đến bát quái đài khỏi thất lỗi với vợ. Nếu người vợ đối tròn bổn phận với mình thì họ được hóa nam. Chừng ấy là người bạn mật thiết với chúng ta. Thoảng như chúng ta làm sai với bạn chúng ta, thì ngày kia bạn ta trách ta rằng: tôi xuống trần chung sống với bạn, những cảnh khổ bạn không dìu dắt tôi, bạn còn hận hủi tôi nữa. Câu trách ấy ta phải chịu, không thể gì trả lời được. Vì cớ cho nên Phật giáo cho nữ đồng quyền nam. Tôi nói quả quyết rằng chừng nào chúng ta thấy nơi mặt thế này đoàn em nữ phái mình biết sợ, kiêng nể pháp luật, thì nó cũng như nam vậy. Nếu bạc đại nó, hủy bỏ nó, không dìu dắt đồng sống nhau, ngày giờ đến bát quái đại nó hóa nam, dòm lại nó là người bạn quý nhất của mình, cũng chịu đau khổ trọn kiếp sanh. Chúng ta tưởng lấy làm đau đớn không giúp được, trái lại còn khi rẻ gớm ghiếc. Chúng ta đến sẽ thấy chỗ đó không còn nam nữ nữa. Hư linh kia quả quyết rằng có nhiều bạn nam ta quen biết đầu kiếp nữ tại thế gian này không biết là bao nhiêu, nhiều lắm. Luận giải: làm sao để luôn giữ luật thương yêu để nam không hóa thành nữ khi vào bát quái đài? Đoạn trên Đức Hộ Pháp có nói những người không giữ luật thương yêu, không thương mình, không thương người, khi ra khỏi bát quái đài sẽ nam biến thành nữ, bởi vì nữ thì có nhiều thiệt thòi hơn nam. Không biết thương mình tức là không giữ thân thể mình cho được tráng kiện, tinh thần minh mẫn mà chạy theo tứ đố tường chẳng hạn. Trong việc đối đãi với người thân kẻ sơ cũng phải lấy tình thương như lời Đức Chí Tôn hằng dạy: các con, nếu không thương nhau được thì cũng chẳng nên ghét nhau. Nhất là trong gia đình, người chồng ưa ăn hiếp vợ thì sau phải hóa thành nữ để trả nghiệp, đó là luật nhân quả, rất dễ hiểu. Trong gia đình, mỗi phần tử có liên hệ máu thịt thì việc thương yêu nhau dễ dàng. Còn ngoài xã hội, ta lấy tình nghĩa thôn lân mà đối đãi nhau. Còn trong quốc gia là nghĩa đồng bào cùng một dòng máu, là như thể anh em. Cả thế gian này, người xưa có câu tứ hải giai huynh đệ, hay đối với chúng ta cùng có một ông cha trời, vì vậy chúng ta đều coi nhau như anh em hết thảy. 5. Về nơi Diêu Trì Cung nhìn lên Đức Phật Mẫu sẽ thấy hình ảnh
người mẹ ở cõi phàm. Bài 6. Mình về tại cung Diêu Trì, dậm lên thấy tượng ảnh của mình, không vinh diệu nào bằng. Cái vinh diệu ấy có điều trọng hệ là giàu nam, nữ cũng vậy. Ráng giữ một điều này, cô chừng đừng thất hiếu với cha mẹ. Ngày mình ngó thấy hình ảnh của Đức Phật Mẫu thì thấy người mẹ nhân từ, hiền hậu vô cùng. Hạnh phúc mình được hưởng đó, còn trái ngược lụng lại. Nếu ta thất hiếu, ta dầm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ hết sức đau khổ đó. Luận giải: phải hiếu thảo với cha mẹ, để ngày về không bị đau khổ khi nhìn lên Đức Phật Mẫu. Hiếu thảo như thế nào? Hiếu thảo căn bản là ta làm vui lòng cha mẹ, không gây sự buồn phiền, đau khổ cho cha mẹ. Lúc trẻ lo học hành, đỗ đạt thành danh cũng là cách trả hiếu cho cha mẹ. Lớn lên, ta lo nuôi dưỡng cha mẹ khi cha mẹ đã già yếu, hoặc giúp đỡ cha mẹ có thì giờ đi làm đạo chẳng hạn. Mình biết lo lập công bồi đức, giữ tròn đạo hạnh thì cha mẹ và cả cửu huyền thất tổ cũng được hưởng. Chờ con lập đức giúp hoàn ngôi xưa là như vậy. Phần 6. Mình không sống cho mình mà sống cho xã hội nhân quần. Bài 10. Cái triết lý cao thượng hơn hết là mình không sống cho mình sống cho xã hội nhân quần. Tất nhiên chung sống trên mặt địa cầu này thì cơ quan giải khổ của chúng ta ngày nay chắc chắn không ai là không đoạt được đó vậy. Luận giải: mình không sống cho mình sống cho xã hội nhân quần là thế nào? Đây là triết lý rất quan trọng trong đạo Cao Đài. Hằng ngày chúng ta cúng tứ thời đều dâng tam bửu cho Đức Chí Tôn. Đây là bí mật giải thoát cho chính chúng ta. Từ lời nguyện này, các đấng sẽ giúp chúng ta có cơ hội để sống đời phụng sự cho chúng sanh. Cái quan trọng là chúng ta không còn sống vì tư lợi, vì cá nhân gia đình, mà sống toàn thời gian cho chúng sanh thì đoạt cơ giải thoát, tức là tập tánh thanh nhàn, đừng vị kỷ. Những tấm gương trong đạo như Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Quyền Giáo Tông nghe theo lời dạy của Đức Chí Tôn, bỏ hết sự nghiệp đời một cái một và hết lòng lo cho đạo, nên mới dễ dàng đoạt vị kim tiên. Kể đó, như ngài Phối Thánh Màng cũng vậy, ngài đem hết vợ con về tọa thánh và sống toàn thời gian cho đạo, nên dễ dàng đoạt vị Phối Thánh. Rồi ngài Phối Thánh Bùi Ái Thoại cũng vậy, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, khi đạo gặp cơn nguy biến, ngài không về quê như nhiều người khác, mà vẫn bám trụ lại thánh địa tiếp tục lo việc đạo. Và còn bao nhiêu tấm gương khác nữa. Cũng chính vì vậy, Đức Hộ Pháp đã ra thánh lệnh buộc chức sắc Thiên Phong phải phế đời hành đạo. Trước đó, ngài Từ Thứ Huyền, đạo chân nhân, có dán cờ khuyên: Đức Hộ Pháp, ngày 5 tháng 12 1933, âm lịch ngày 18 tháng 10, năm Quý Dậu. Thưa Hộ Pháp, cả hội thánh đại đạo của Chí Tôn ngày nay cũng vậy. Bần tăng tưởng gương trước để dán sau. Thảng như đạo nhân biết đặng toàn nhân sanh là trọng mà khinh thế cuộc vô thường. Nói cho cùng, dầu phải phủi sạch đạo nhân luân, nạp thân vào cửa thánh cũng đành. Có đầu bước lùi bước sụt, lỡ dở đạo đời thì mong chi xảy thế cuộc. Chính e ngày kia họ sẽ lưu hận y như bần tăng mà chớ. Nếu ngài để hết dạ thương, cầm ngọn đuốc thiên liêng diều dẫn, thì xin quyết định buộc tùng đạo phế đời, thì là ngài tạo thiên đường cho họ đó. Vì vậy, đến ngày 8 tháng 11, năm Giáp Tuất, dương lịch ngày 14 tháng 12 năm 1934, Đức Hộ Pháp chưởng quản nhị hữu hình đài đã ban hành đạo nghị định thứ 38 buộc chư chức sắc hiệp thiên đài, cửu trùng đài,
kể từ ngày ban hành đạo nghị định này phải phế đời hành đạo. Chương thứ 2. Phần 7. Con đường dục tấn không có giới hạn. Bài 23. Ngày giờ nào, thời buổi nào, chúng ta có thể cầm nơi tay một quyền năng vô tận như Đức Chí Tôn, đặng tạo ra một càn khôn vũ trụ khác, làm đại nghiệp của mình. Vì vậy, nên con đường dục tấn không có ngừng, không có giới hạn, vô lượng vô biên, vô cùng tận. Cũng như càn khôn vũ trụ chúng ta thấy trước mặt chúng ta đó vậy. Luật giải. Đây nói lên định luật tiến hóa trong càn khôn vũ trụ, tấn hóa mãi không ngừng. Chúng ta sẽ tạo dựng một càn khôn thế giới khác. Đây cũng là một triết lý đặc biệt của đạo Cao Đài. Mỗi chân linh tấn hóa đi từ vật chất, thảo mộc, thú cầm lên phẩm người, rồi tu hành cho đến tiên vị thì cũng tạm gọi là giải thoát. Vì theo pháp chánh truyền chú giải thì hàng tiên vị là bước vào bậc trọn lành, giống như bậc A-la-hán bên Phật giáo. Nhưng con đường tấn hóa cũng còn dài và không ngưng lại ở hàng Phật vị, mà theo gương ông cha thiêng liêng là Đức Chí Tôn, mình sẽ tạo ra một càn khôn thế giới khác, hoặc là được Đức Chí Tôn giao cho cai quản một càn khôn thế giới đã có sẵn, như lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày 29 tháng 4 năm Đinh Hợi, dương lịch năm 1947. Tuy trong buổi tam kỳ phổ độ, bần đạo biết mở đạo Cao Đài đặng tuyển chọn trong hàng Phật đạt kiếp từ tạo càn khôn thế giới đến kế vị ngài. Trong buổi đại từ phụ mở đại đạo tam kỳ phổ độ có treo bản ở Ngọc Hư Cung, lập một ông trời kế vị ngài. Nhưng chúng ta thấy trong hàng Phật có ba người: Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Đức Chúa Triết. Thử hỏi ba người ai sẽ làm trời? Ta tưởng ba người sẽ có một người làm được, mà người đó chúng ta biết chắc có, tuy không quyết đoán trước đặng. Chúng ta mơ màng ngó thấy nhưng không dám nói. Câu nói đại từ phụ mở đại đạo tam kỳ phổ độ có treo bản ở Ngọc Hư Cung, lập một ông trời kế vị ngài, câu này có nghĩa là Đức Chí Tôn muốn giao lại cho một trong ba vị là Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Giê-xu Triết và Đức Phật Di Lặc sẽ cai quản cái càn khôn thế giới hiện tại ta đang sống, phần hữu hình gồm có thất thập nhị địa, tứ đại bộ châu, tam thiền thế giới. Đúng ra chúng ta nên phân biệt hai danh từ càn khôn thế giới và càn khôn vũ trụ. Trong càn khôn vũ trụ có vô số càn khôn thế giới. Con đường thiêng liêng hằng sống, bài số 8, Đức Hộ Pháp có thuyết: vả chăng trong càn khôn vũ trụ có nhiều tam thiền thế giới, tứ đại bộ châu, thất thập nhị địa. Ngoài cảnh giới ấy, thế giới này qua thế giới kia có nhiều thế giới chưa biến hình tướng cả thế giới, chưa có vạn linh. Tóm lại, Đức Chí Tôn là đấng Thái Cực Thánh Hoàng, là đấng duy nhất tạo ra càn khôn vũ trụ, trong đó có hằng hà sa số càn khôn thế giới. Mỗi chân linh đi đến mức tối cao sẽ tạo ra một càn khôn thế giới mới, là như vậy. Phần 8. Về nơi Nam Tào bắt đầu dở quyển thiên thơ ra, thấy lại kiếp sanh của mình, rồi mình định tội phước cho mình. Bài 23. Nếu khi về được rồi, thân nhân của chúng ta dắt chúng ta đến một cung có một quyển sách thiên thơ để trước mặt ta, dở ra xem thấy tên mình và kiếp sanh của mình đã làm gì, thì trong quyển thiên thơ ấy nó hiện tượng ra hết. Chúng ta tự xử chúng ta, mình làm tòa để xử cho mình, hoặc mình phải đầu kiếp hay là đoạt đến địa vị nào, mình đứng đến mức nào thì cũng do mình định đoạt lấy. Vị trưởng quản nơi cùng ấy theo tiếng phạm của chúng ta đặt tên là Nam Tào Bắt Đẩu. Nơi Nam Tào Bắt Đẩu không có ai trị hết, chính ta trị ta, không có ai định kiếp cho ta,
chính ta, định kiếp cho ta. Chưa có ai phân tội phước cho ta, chính ta, định tội phước cho ta. Mạng căn kiếp số ta, ta định. Không có một hình luật nào buộc được chúng ta. Chúng ta có quyền tự do, quyền sở hữu định mạng căn cho ta vậy. Luận giải. Như vậy, mình phải xét tội phước mình làm hằng ngày. Để về trên kia, chân linh mình không định tội nặng cho mình được. Nếu ta biết xét mình hằng ngày và ăn năn sám hối tội lỗi đã lỡ làm, thì sẽ qua khỏi cửa âm quan và phải giữ trọn đức tin nơi Đức Chí Tôn và giữ lời minh thệ, thì khi về cõi thiêng liêng, chân linh mình không kết tội mình được. Ta đọc lại bài thánh giáo Bà Thất Nương dạy về cõi âm quan sau đây. Âm quan là nơi thần linh học, gọi là nơi trường đình của chư hồn giải thể hay nhập thể. Đại Từ Phụ đã định nơi ấy cho Phật gọi là tịnh tâm xá, nghĩa là nơi của chư hồn đến đó đặng tịnh tâm, xét mình coi trong kiếp sanh bao nhiêu phước tội. Vậy thì nơi ấy là nơi xét mình, chớ chi cả nhân sanh biết xét mình trước khi thoát xác thì tự nhiên tránh khỏi âm quan. Nói cho cùng, nếu trọn kiếp dầu gây lắm tội tình mà phút chót biết ăn năn tự hối, cầu khẩn Chí Tôn độ rỗi, thì cũng lánh xa khỏi cửa âm quan, lại còn hưởng đặng nhiều ân huệ của Chí Tôn, là các chân hồn đặng tự hối hay là đặng giáo hóa mà hiểu trọn chân truyền lập phương tự độ, hay là con cái của các chân hồn cầu trỗi. Ôi, tùy vân, hồng ân của Đại Từ Phụ như thế mà vẫn thấy các chân hồn sa đọa hằng hà, mỗi ngày xem chẳng ngớt, là tại thiếu kém đức tin và lòng trông cậy nơi thầy. Đó là mấy đạo hữu tín đồ bị thất thệ, em trông thấy bắt đau lòng, phái nữ lại là phần đông hơn hết. Tóm lại, muốn khi về cõi thiêng liêng, chân linh mình không bắt tội mình, thì hằng ngày ta phải biết xét mình. Nếu có lỗi lầm thì ăn năn sám hối tội tình, không tái phạm nữa. Kế tiếp là chúng ta luôn giữ vững đức tin nơi Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, và với hội thánh là đại diện cho Đức Chí Tôn tại thế. Và sau nữa, ta cũng luôn ghi nhớ lời minh thệ lúc nhập môn vào đạo: biết một đạo cao đài ngọc đế, chẳng độ giả đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ cao đài. Phần 9. Nếu chúng ta làm tội, cả tông đường cũng đồng chịu tội với ta. Bài 24. Chúng ta ngó thấy một tấn tuồng quan lại, chúng ta nghĩ lấy làm ngộ nghĩnh. Nếu chúng ta chịu tội tình một mình ta thì không lấy làm đau đớn gì mấy. Ngạc một nỗi, phép huyền vi vô đối của càn khôn vũ trụ buộc cả tông đường, tổ tông từ trước phải chịu cho ta, làm chứng cho ta, có đau đớn chăng là vậy đó. Một linh hồn chịu quả kiếp nơi cảnh trần lúc trở về Ngọc Hư Cung, thì cả thảy tông đường họ đều có mặt tại Ngọc Hư Cung để đón tiếp, quan sát coi con đường mình đã đi qua, quả kiếp đã đi qua, quả kiếp có điều chi sửa đổi hay chăng, có làm chi tội tình nữa hay chăng. Thay vì quả kiếp mình đi trong con đường chí thiện, đoạt được bí pháp chí linh, còn một vài chân linh đi ngược lụng lại thú hình, gây thêm tội ác. Mình thấy vì mình mà cả tông đường đều chịu tội nên đau đớn vô cùng. Chúng ta đã ngó thấy càn khôn vũ trụ nắm quyền lực làm cho chúng ta sợ hờn hết, là làm cho tông đường ta phải chịu khổ. Trước cái thương của tông đường ta, ấy là cái hình phạt vĩ đại ở cảnh thiên liêng, đến khi mãn kiếp trở về đoạt được cái thương hay là cái khổ của tông đường thì mình đau khổ vô cùng. Hình phạt ấy vĩ đại lắm nên các chân hồn đều sợ sệt hơn hết. Luận giải. Đây là một hình phạt rất đáng sợ, cũng như hình phạt tru di tam tộc ở thế gian.
nên chúng ta phải ráng giữ mình cẩn thận, đừng gây nên tội lỗi gì nữa. Theo luật công bình, khi chúng ta tu hành được thăng cấp, khi về cõi thiêng liêng thì cả tông đường chúng ta cũng được thăng cấp. Còn khi ta làm tội bị đọa thì cả tông đường ta cũng chịu ảnh hưởng chung. Cho nên chúng ta hằng nhớ điều này phải ráng lo tu khi còn tại thế là thời gian quý báu. Nhất là may duyên mới gặp được thời kỳ đại ân xá như ngày nay. Ấy vậy, nếu ta thương tông đường thì phải ráng lo tu. Ngoài ra, chúng ta còn phải dạy dỗ con cháu biết noi theo đường đạo. Vì nếu con cháu ta mà gây lắm tội tình thì bản thân ta cũng chia tội với chúng vì dạy dỗ bất nghiêm. Phần 10. Nếu ta bị hình phạt trục xuất ở thế gian này thì trên kia ta cũng bị trục xuất. Bài 24. Một hình phạt đương nhiên nơi cửa đọa này chúng ta sợ hơn hết là hình phạt trục xuất. Trục xuất là gì? Là đuổi ra khỏi cái đại gia đình, đại tông đường của Đức Chí Tôn đến đào tạo cho chúng ta. Một hình luật tại mặt thế này đặng cho chúng ta không ra khỏi các tông đường ấy. Cốt yếu là vậy, sợ hay chăng là cái đó, án trục xuất là vậy đó. Người nào bị trục xuất là bị đại gia đình mình trừ bỏ. Mà từ bỏ rồi thì thân mình là con vật, không phải tìm hạnh phúc riêng một mình được. Vì hình luật nó biểu nó phải già rồi, nó phải chết, nó không còn sống. Cái quyền của hội thánh trục xuất chẳng khác nào bị đuổi ra khỏi đại tông đường của Đức Chí Tôn đến tạo dựng. Bị đuổi ở dưới này, ở trên kia cũng vậy. Đuổi phần xác thì phần hồn cũng bị đuổi vậy. Ngày mình không còn ở trong tông đường của Đức Chí Tôn là ngày mình bị nhục. Tưởng sống mà thân mình trả đặng nợ hay chưa cũng không đáng sợ, trong tông đường của mình bị nhục mới đáng sợ. Luận giải: mình phải tuân theo luật lệ đạo để không bị hội đồng thánh, bị hội thánh trừng phạt, vì sẽ bị ảnh hưởng cả tông đường chúng ta trên cõi thiêng liêng. Theo thập hình của Đức Lý Giáo Tông có hai điều khoản bị hình phạt trục xuất như sau. Thập hình của Đức Lý Giáo Tông năm 1930. Ngay sau khi ban hành sáu đạo nghị định, Đức Lý Giáo Tông đã giáng linh ban hành bản thập hình như sau. Phạm pháp, tức là pháp chánh truyền và đạo nghị định. Đệ nhất hình, trục xuất. Một, không tuân pháp chánh truyền và đạo nghị định. Hai, phản loạn chân truyền. Ba, chia phe phái và lập tả đạo bàn môn. Phạm luật, tức là tân luật và luật hội thánh. Đệ nhất hình, trục xuất những ai? Một, không tuân tân luật và luật hội thánh. Hai, công kích hội thánh. Ba, nghịch mạng. Khi nhập môn vào đạo, chúng ta thề rằng hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ cao đại, cho nên ta phải nhặt gìn luật pháp của đạo, nhất là tân luật. Đây là điều vô cùng hệ trọng, như lời Đức Chí Tôn dạy. Thầy tỏ thật, cái luật lệ thầy kiến các con hiệp chung trí mà lập thành đây, nó có ảnh hưởng về đạo đức tiên phong Phật sắc của các con, nên thầy buộc mình cam chịu vậy. Chẳng luật lệ thì trái phép, mà trái phép thì thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng. Phần 11. Vào cung phục linh, thấy lại muôn triệu kiếp sanh của mình. Bài 25. Bần đạo sẽ giảng có ảnh hưởng với kiếp sanh khi chúng ta chưa vô cửa. Thì những em trong tông đường ta có dặn trước khi vô cửa, đừng có sợ sệt gì hết, phải bình tĩnh. Có điều gì thay đổi, đừng sợ sệt nào núng. Có dặn trước mà khi vô dường như mất thần, mất trí, hết thảy mê muội, tưởng như không có ở trong cảnh ấy, làm như thể chúng ta ám muội, không biết đó là gì, không biết đó là ở đâu, không biết gì hết. Tới chừng tỉnh thấy một vị Phật cầm cây kim câu đứng trước mặt chúng ta, và thấy hộ pháp đang đứng bắt ấn
giữ linh hồn chúng ta lại. Vị Phật ấy không ai xa lạ hơn, chính là Phục Linh Tánh Phật đó vậy. Cầm cây kim câu quờ một cái thì chúng ta tỉnh lại một kiếp sanh, tới chừng sống lụng lại thấy trong kiếp sống trước nữa. Hễ mỗi lần quơ thì chúng ta thấy mỗi kiếp sanh, chúng ta sống lụng lại trong cả kiếp sống của chúng ta. Chúng ta đi thối lại từ mức đại hồi cho tới tiểu hồi, qua cho tới vật loại, bởi chúng ta cả thảy đều là hóa nhân, không ai ở mặt địa cầu này là nguyên nhân cả. Nguyên nhân chúng ta đã đoạt được trong lần thứ ba là đệ tam chuyển, còn bao nhiêu đều là hóa nhân, cả thảy đều ở trong vật loại mà đoạt kiếp cả. Thành thử nơi Ngọc Hư Cung là nơi an ủi các chân linh trong càn khôn vũ trụ, chính tay ấy cầm quyền trị càn khôn vũ trụ để dìu dắt binh vực, chứ không phải để trị. Các chân linh tự trị lấy mình, các bạn nên nhớ điều ấy, nhất là mấy anh mấy chị vẫn phải biết cái bí mật ấy đang tự tỉnh. Tại mặt thế này mình trị mình trước đi, trị theo cái thối của mình đấy, làm cho lấy có đi, để nữa chân linh mình về trển không có nóng, đáng ngày kia không có buộc tội mình nặng, làm theo kiểu quẹt lọ vậy mà biết tự trị lấy mình, đừng hồi hộp, đừng sợ sệt gì hết. Cho nên Đức Chí Tôn thường dùng tiếng ăn năn là vậy đó. Tiếng ăn năn nó hay ho làm sao đâu. Đặng cho mình khỏi tự trị lấy mình, quyền nơi Ngọc Hư Cung là vậy đó. Luận giải: muốn được giảm trừ nghiệp cũ, ta phải biết tự trị lấy mình, dầu làm cho lấy có, theo kiểu quẹt lọ là như thế nào? Hoặc ăn năn sám hối những tội lỗi ta đã làm. Ăn năn sám hối bằng cách nào? Đức Hộ Pháp khi sanh tiền có khuyên, nếu mình làm tội lỗi gì mà hội thánh không biết, mình nên đến khai tội với chư vị thời quân để các vị quẹt lọ cho, tức là các vị ra hình phạt nhẹ cho mình để tội ấy được tiêu trừ. Vì nguyên tắc là một tội thì chỉ bị phạt một lần, tức là khi về cõi hư linh, chân linh của mình không bắt tội mình nữa. Còn về việc ăn năn sám hối, thí dụ mình vô tình làm hại đến mạng sống người khác, bây giờ hằng ngày mình cúng kiến tụng kinh Di Lặc sám hối, mình cầu nguyện cho các hương linh ấy được siêu thăng tịnh độ, mình ráng lo làm việc phúc đức giúp người nghèo khổ ốm đau tật nguyện để lấy công quả bù đắp những lỗi lầm mình đã tạo nên trong quá khứ. Chương 3, phần 12. Phương pháp tu giải thoát là phải xét mình hàng ngày và giờ phút cuối khi hấp hối niệm được danh thầy. Bài 27. Nguồn linh ấy nó đoán xét muôn muôn quả kiếp, chẳng khác gì xét đoán tội nhân kia vậy. Vì cớ cho nên Bần đạo có nói, mỗi đứa sẽ làm tòa lấy mình, xử lấy mình là vậy. Cái xử mình còn nghiêm khắc mà xử lấy mình nữa, mình xử cho mình hỏi còn ai bào chữa cho. Bần đạo nói rằng, cái án không cãi, cái tội không có chối, cái hình luật không có tránh. Tránh thế nào được, chối thế nào được? Vì mình xử lấy mình chối thế nào được? Nguồn linh của mình xử mình, nguồn linh của mình làm chủ cả quả kiếp của mình. Trái lại, nó xử tội mình thì còn ai mà bào chữa cho? Ấy vậy mà có phương pháp bào chữa chứ? Có mà không biết. Mình có thể tự mình làm trạng sư đặng bào chữa tội cho mình. Vì khi mình đương sống đây muôn triệu kiếp, mình biết cái lỗi của mình, tất nhiên nguồn linh của mình cải cho mình. Cái nguồn linh cải tội cho các chân linh, cải cho mình thì ngày kia không có bắt tội mình nữa. Ấy vậy, chân pháp chữa tội của các chân linh cao siêu đoạt đạo, để lại chân pháp rất đơn giản mà nhân sanh đương dùng, không tìm tàng cái trọng hệ của nó, không tìm phương giải thoát mình. Phải chăng phương pháp nhật nhật tam tỉnh ngô thân không phải ngày mình thăm cha mẹ mình một lần mà còn phải xét mình ba lần nữa? Hỏi thử tội tình của chúng ta đã làm trong kiếp sanh. Đức Chí Tôn để trong phương pháp nói rằng, tội tình các con
đầy dẫy nơi mặt địa cầu này mà đến giờ chót. Các con biết kêu danh thầy thì thầy đến cứu. Thầy đem bí pháp giải thoát để trong tay các con, đặng các con đoạt chân pháp giải thoát đó vậy. Kêu danh thầy là Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đã ngó thấy, Bần Đạo đã thuyết minh rằng khi nguồn linh của chúng ta đã hiện tượng nó, thì nó đồng tánh với càn khôn vũ trụ, đồng tánh với chí linh và đoạt đạo. Càn khôn vũ trụ là nơi sản xuất đấng ấy, mà đấng ấy đồng tánh với nhau. Tất nhiên, đấng ấy có quyền tự giải thoát cho mình. Vì cớ cho nên, kêu danh Đức Chí Tôn thì đoạt cơ giải thoát. Dầu tội tình bao nhiêu chúng ta đã tạo thành nơi mặt địa cầu này, dầu có đầy dẫy đi nữa, mà giờ chót chúng ta biết kêu danh Đức Chí Tôn, tất nhiên biết kêu nguồn linh của chúng ta. Tất nhiên chúng ta chối cái quyền làm tòa buổi chung quy của chúng ta. Hễ ta chối cái quyền làm tòa thì còn ai xử ta đâu. Đấng chí linh duy chủ mà để quả kiếp trong tay đấng chí linh thì còn ai xử ta đâu. Cơ quan giải thoát đoạt pháp là vậy đó. Luận giải: mình niệm danh thầy hằng ngày có giảm tội không? Làm sao để giờ phút cuối còn tỉnh táo để niệm được danh thầy? Đức Hộ Pháp đã giảng rõ, dầu mình làm tội lỗi dẫy đầy mặt đất đi nữa, mà đến giờ phút cuối mình còn tưởng đến thầy và niệm danh thầy là Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát thì có thầy đến cứu, tức là về cõi lành chứ không bị đọa lạc. Khi lúc sanh tiện, ta biết ăn năn sám hối tội tình, hòa giải với các oan gia trái chủ, để lúc ta lâm chung, nghĩa là giờ phút hấp hối, thì các hương linh oan gia trái chủ không đến đòi nợ ta, thì ta mới ra đi thanh thản, không bị hành xác đau đớn hay hôn mê bất tỉnh, sẽ không còn tỉnh táo để niệm được danh thầy. Ta cũng biết rằng giờ phút lâm chung thì tứ đại phân ly, thể xác chúng ta sẽ vô cùng đau đớn. Ta phải tập luyện niệm danh thầy hằng ngày, mới mong lúc đó còn nhớ theo thói quen mà niệm được danh thầy. Hơn nữa, khi niệm danh thầy hằng ngày thì ngay giờ phút đó làn tư tưởng ta xông lên không trung, Đức Chí Tôn sẽ nương theo đó ban lại điển lành cho ta. Như vậy, ta nên niệm danh thầy hằng ngày bất cứ lúc nào rỗi rảnh, và sẽ tạo được nghiệp lành để ta được an ổn thể xác và siêu thoát linh hồn mai sau. Bên đạo Phật, người ta niệm danh A Di Đà Phật có một câu niệm Phật, một câu niệm Phật diệt tội hạ sa. Chúng ta niệm danh thầy thì lợi ích cũng đồng như vậy, nhất là những vị đã già yếu bệnh hoạn, không còn hoạt động hay làm công quả được, thì nên ráng thành tâm thường niệm danh thầy, cũng là cách tạo thêm công đức, tạo nền nhân giải thoát cho linh hồn. Chúng ta nên khuyên bảo nhắc nhở cho những người gặp hoàn cảnh ốm đau bệnh hoạn, là ta tạo thêm công đức cho mình nó vậy. Phần 13. Cơ quan giải thoát do nơi công nghiệp chúng ta phụng sự cho vạn linh. Bài 27. Càn khôn vũ trụ ấy để làm tôi của nó, để phụng sự cho vạn linh. Từ thử tới giờ chưa có quyền nào dị hợm vậy, không có quyền nào vô đối vô đoán như vậy. Vì cớ cho nên, cái bí mật của nhân loại đem hình ảnh hữu hình này làm con vật tại thế gian này có mục đích tối trọng, tối thiêng liêng, đến đặng phụng sự cho nhân loại. Vạn linh của mức hữu hình phụng sự đặng định phận cho chúng ta. Vì cớ cho nên mới có cái thuyết định phận. Hễ phụng sự đắc lực thì đoạt vị đặng, còn phụng sự bất lực thì phạm tội. Cơ quan giải thoát, Bần Đạo lặp lại một lần nữa và nói quả quyết rằng cơ quan giải thoát của Đức Chí Tôn do nơi công nghiệp của chúng ta phụng sự cho vạn linh đó vậy. Luận giải: trong thánh giáo, Đức Chí Tôn và các đấng thường khuyên ráng lập công quả để lấy công chuộc tội. Nếu chúng ta phụng sự vạn linh đắc lực thì cũng trừ được nghiệp quả đã làm. Muốn phụng sự vạn linh một cách đắc lực thì không gì hay hơn là vào cơ quan hành chánh đạo
hay phước thiện mà lập công, vì đó là trường thi công đức cho ta vào thi thố. Thánh giáo Đức Chí Tôn. Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng, tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn. Khi bước vào hàng chức sắc thiên phong thì luật buộc ta phải phế đời hành đạo. Đó cũng là cách để chúng ta phụng sự nhân sanh một cách trọn vẹn toàn thời gian. Ta không còn lo cho mình, cho gia đình mình nữa, tức là bước vào con đường giải thoát đó vậy. Phần 14. Rất hữu hạnh cho những kẻ ở thế gian chịu cái khổ vì đạo, vì Đức Chí Tôn. Bài 28. Có nhiều đấng đến gần Đức Chí Tôn, sắp sĩ cùng Đức Chí Tôn cao sang vinh hiển dựng ấy. Họ đã đoạt đặng huyền bí, mà chúng ta ngó thấy những vinh quang đều hiện ra một chữ khổ. Các đấng ấy lập vinh quang cao trọng là thắng khổ đó vậy. Họ đoạt được cái quyền năng vi chủ của họ, mà cái khổ muôn triệu vô số trong kiếp sanh của họ, họ đã chịu mà lập vị vinh quang. Chính mình ngó thấy ngày Đức Chí Tôn thấy chữ khổ, mà ổng là càng không vũ trụ, bởi vì ổng có quyền năng vi chủ cái khổ của chúng ta. Tưởng tượng lại coi, cái khổ tại sao thắng hơn mình, tại sao mình không thắng nó nổi? Xét đoán là tại mình không đủ can đảm, không đủ tinh thần, chịu khổ, sợ khổ, rồi không biết vì chủ cái khổ. Bần đạo dám chắc và nói quả quyết rằng, rất hạnh phúc cho những kẻ nào đã chịu nhục nhã về xác thịt, thì linh hồn họ sẽ được một hạnh phúc vô đối, vì kẻ ấy phải chịu một thống khổ của đời mới được Đức Chí Tôn an ủi. Rất hữu hạnh cho những kẻ chịu trong kiếp sanh bị thiên hạ đè nén, khinh rẻ, chê bai, thì Đức Chí Tôn đem họ vào một địa vị phi thường vinh hiển. Những kẻ ấy do nơi tay Đức Chí Tôn nâng đỡ cho họ được vinh hiển oai quyền. Nếu chúng ta đủ can đảm mà chịu nổi cái khổ của Đức Chí Tôn, là chúng ta được một kho vô tận vinh hiển đó vậy. Luận giải. Chịu nổi cái khổ của Đức Chí Tôn là sao? Nền đạo từ buổi sơ khai đến giờ đã trải qua biết bao cuộc khó khăn, thử thách. Nào các bậc đàn anh với dụng cụ thô sơ phá rừng khai khẩn đất khoan, ngày nay mới có vùng thánh địa đẹp đẽ khang trang. Rồi những tấm lòng trung kiên hẫm hút múa dưa rau cỏ mà xây dựng nên ngôi thánh tọa đồ sộ, đáng là một kỳ quan cho nhân sanh ngày nay chiêm ngưỡng trụ vững đức tin nơi đấng cha lành. Đó là những con cá Chí Tôn chịu khổ vì thầy, vì đạo, và Đức Chí Tôn đã ban thưởng cho họ ngôi vị xứng đáng trên cõi thiên liêng. Điển hình có hai vị phổ thánh và những thệ hữu phạm môn đã giáng cơ linh hiển. Rồi những khi nền đạo thăng trầm, con cái Chí Tôn bị bắt bớ tù đầy, có vị chịu bỏ mình nơi ngục thất, nhưng thể xác họ chịu đau đớn khổ não, nhưng linh hồn họ được hưởng ân huệ thiên liêng và vinh diệu của đấng cha lành ban cho nơi cõi thiên liêng hằng sống. Đức Hộ Pháp từng thuyết đạo, Đức Chí Tôn không khi nào chịu thiếu nợ của con cái người, mà người luôn trả công nhiều hơn là hẳn vậy. Tóm lại, đối với những con cái hiếu hạnh với Chí Tôn và Phật Mẫu thì người sẽ ban cho phần thưởng thật vinh diệu, xứng đáng. Phần 15. Sự khác biệt giữa cảnh thăng và cảnh đọa. Bài 28. Nếu chúng ta đoạt vị đặng thì con đường dục tấn của chúng ta, cả hạnh phúc đạo đức, cả tinh thần cảnh thăng của chúng ta có nhiều tay nâng đỡ. Rủi thay, nếu chúng ta bị tội tình phải đọa, thì cảnh vinh hiển ấy từ từ xa, xa lần chúng ta đứng một chỗ cảnh tượng vinh hiển ấy. Cảnh tượng hạnh phúc ấy, nó dường như thổi bước lần lần xa mút chúng ta. Chúng ta hết thấy nó, cảnh đi ngược lụng lại. Cảnh chạy ta chớ, chẳng phải ta chạy cảnh. Hạnh phúc ta sợ ta, chạy ta, lánh ta. Rồi thoạt nhiên trong con đường dục tấn của chúng ta, đi biết bao nhiêu khó khăn. Thường trong miệng thiên hạ có nói thiên đàng, địa ngục.
Tất nhiên, Ngọc Hư Cung với Thập Điện Diêm Vương cũng không có gần nhau, mà gần nhau mới lạ lùng. Nếu chúng ta làm điều gì trọng hệ, nói tỷ thí như chúng oán giận giết người, thì đó liền có kẻ đó đứng trước mặt chúng ta tỏ vẻ sầu thảm. Thiên hạ tưởng đâu kẻ đó oán giận giết lại mình. Không, không khi nào như vậy. Kẻ ấy buồn thảm cho ta một cách đau đớn. Vừa ngó thấy kẻ đó, rồi linh hồn chúng ta tất nhiên là đệ nhị xác thân của chúng ta, tùy theo cái tội của nó mà đi lần xuống cảnh Diêm Cung. Trong cảnh tội tình của chúng ta đã quyết định, liền giờ ấy, người tội nhân ấy đứng nơi cửa Diêm Cung địa ngục đó vậy, rồi tự mình kết án cho mình. Thảm thay, những kẻ nào không biết thương yêu nhau, những kẻ thiếu tình ái thương yêu nhau, những kẻ đó không được lời nào của một chân hồn nào an ủi. Chỉ xung quanh mình nghe tiếng than, tiếng trách móc, không biết thời gian nào định tội cho mình, hay tội tình mình định cho mình. Vì cớ tức mình không biết chừng nào án ấy đã hết, khổ não chăng là điều ấy. Luận giải: làm sao tránh được địa ngục, Diêm Cung, hay ngày nay gọi là âm quan, luyện tội? Đây là buổi tam kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn ân xá các đảng chân hồn, nên đóng địa ngục, mở tầng thiên. Các hồn phạm tội bị đầy xuống cõi gọi là âm quan. Theo Thánh giáo, bà Bát Nương có giải thích, nơi ấy là những chốn phạt tù những hồn vô căn vô kiếp, nhân quả buộc tràn, luân hồi chuyển thế, nên gọi là âm quan. Bà Thất Nương còn giải thích thêm, Đại Từ Phụ đã định nơi ấy cho Phật gọi là tịnh tâm xá, nghĩa là nơi của chư hồn đến đó đặng tịnh tâm, xét mình coi trong kiếp sanh bao nhiêu phước tội. Vậy thì nơi ấy là nơi xét mình, chớ chi cả nhân sanh biết xét mình trước khi thoát xác, thì tự nhiên tránh khỏi âm quan. Nói cho cùng, nếu trọn kiếp dầu gây lắm tội tình mà phút chót biết ăn năn tự hối, cầu khẩn Chí Tôn độ rỗi, thì cũng lánh xa khỏi cửa âm quan, lại còn hưởng đặng nhiều ân huệ của Chí Tôn, là các chân hồn đặng tự hối hay là đặng giáo hóa, mà hiểu trọn chân truyền lập phương tự độ, hay là con cái của các chân hồn cầu rỗi. Ôi, tùy vân, hồng ân của Đại Từ Phụ như thế mà vẫn thấy các chân hồn sa đọa hằng hà, mỗi ngày xem chẳng ngớt, là tại thiếu kém đức tin và lòng trông cậy nơi thầy. Đó là mấy đạo hữu tín đồ bị thất thệ, em trông thấy bắt đau lòng, phái nữ lại là phần đông hơn hết. Theo Thánh giáo, bà Thất Nương muốn tránh xa khỏi cửa âm quan, chúng ta phải biết ăn năn, tự hối lỗi lầm và cầu khẩn Chí Tôn độ rỗi. Đó là ta lập phương tự độ, hoặc các chân hồn khi quy vị rồi. Mà còn cái thành tâm cầu khẩn, con cái thành tâm cầu khẩn, Chí Tôn độ rỗi thì cũng lánh xa khỏi cửa âm quan. Kế nữa là phải giữ vững đức tin và lòng trông cậy nơi thầy, cùng giữ lời minh thệ, nghĩa là lời minh thệ lúc nhập môn, hay là minh thệ khi nhận lãnh nhiệm vụ chức sắc, chức việc, ta phải nhớ đừng để thất thệ. Các điều này bình thường thấy cũng dễ giữ, nhưng khi đạo trải qua những cuộc thử thách cam go, người ta vì quyền lợi vật chất hay vì sợ hãi, thì dễ thay lòng đổi dạ mà phạm lời minh thệ. Chương 4, phần 16. Tông đường thiêng liêng của ta gồm những ai? Tông đường thiêng liêng của chúng ta chia ra làm 3 hạng. Thứ nhất, hạng trí thức tinh thần chúng ta do nguồn linh của chúng ta sản xuất. Thứ hai, hạng ngoại thân là những chân hồn chúng ta đã làm bạn khi tái kiếp làm người. Mỗi kiếp làm người, chúng ta có cha, mẹ, anh, em, bạn tác, có thân quyến, đó là ngoại thân. Thứ ba, nội thân của chúng ta là chính các chân linh chính mình chúng ta giáng linh đầu kiếp. Mỗi kiếp mình giáng linh là phần thân đầu kiếp, là một người đặc biệt chuyên ra. Bởi cớ cho nên, các bậc cao siêu chẳng cần tái kiếp, nhưng họ có quyền vô đối của họ, là họ giáng linh đặng chuyển kiếp. Câu kinh, nhất thần ức vạn, diệu huyền thần biến là vậy đó. Luận giải:
Đức Hộ Pháp có giải nghĩa thêm: Bần đạo dẫn vô niết bàn cảnh rồi cả thảy đều thấy, dầu nội thân có một mà biến hóa ra ức vạn đi nữa, tới chừng quy liễu lại có một, tới chừng quy pháp thân cũng có một. Duy có tai hại cho chúng ta hơn hết là phẩm vị không xứng của nó, hay địa vị không vừa lòng sở định của nó. Nó thúc giục chúng ta đầu kiếp, ngoài ra nữa không có gì hết. Trong tông đường chúng ta, phần chính yếu là các kiếp sanh của chính chúng ta và nội thân chúng ta, tức là các kiếp sanh do chân linh ta phân thân đầu kiếp. Mỗi kiếp sanh ta có một lần chết đi, nhưng cái tự khí ấy giúp ta tạo thành tòa sen cho ta. Chính cái tâm ganh đua mong mỏi sự tiến hóa cho kịp người thúc giục chúng ta chuyển kiếp nhiều lần để có một địa vị xứng đáng hơn. Bởi vì các chân linh người ta luôn tiến hóa, còn nếu mình đứng dừng lại tức là ta bị thụt lùi. Vậy nên ta phải đầu kiếp mãi không thôi. Phần thứ 17. Khi ta được thăng vị, cả tông đường đều được thăng. Bài 19. Hễ khi chúng ta đoạt vị, dầu cho một cấp hay là thấp hơn một cấp đều thấy khác nhau. Bần đạo có tỏa người ta như con chim, mình là con cá, không thể gì so sánh được như một trời với một biển vậy. Chúng ta thắng một phẩm, ôi thôi lễ tiếp trước ta không thể gì tỏa được cái vinh hiển ấy. Có liên hệ với tông đường thiêng liêng của chúng ta kia, họ sẽ làm cho chúng ta một hạnh phúc vô đối. Bởi vì cả thảy trong tông đường đều được nhấc lên một bậc hết thảy, vinh hiển không biết bao nhiêu. Phẩm vị của mình đoạt được cao thấp, trọng hệ hưởng được cùng chăng, ở yên cùng chăng, vui hưởng nơi đó gọi là cực lạc thế giới, vui vô cùng tận. Cái hạnh phúc không thể gì tỏa được, hạnh phúc không cùng. Ở hưởng tại đó 1.200 năm, hay là 2.400 năm, hay là 3.600 năm, hay là 36.000 năm, rồi lại còn tái kiếp lụng lại đặng dục tấn trên con đường thiêng liêng hằng sống của mình nữa. Luận giải: chúng ta phải tu như thế nào để được thăng vị khi trở về? Chúng ta may duyên có mặt trong nền đại đạo chính mình Đức Chí Tôn đến khai mở, tức là ta đã nhập vào trường thi tiên Phật rồi. Bây giờ mình chỉ việc cố gắng đi cho trọn đường đạo, thì lo gì ngày về không nhấc lên bậc phẩm. Phương pháp tu hành các đấng cũng như Đức Hộ Pháp chỉ dạy hết rồi, mình chỉ theo đó tu hành thì đoạt đạo. Điều cần làm là phải có sự cố gắng của bản thân ta, cố công thực hành tam lập, phụng sự chúng sanh. Chúng ta một lòng cặm cụi lo tu tiến thì ngày về có lẽ cũng cao thăng hơn chút ít. Ngài Từ Thứ Huyền Hạo chân nhân có để cầu thi: trường công quả ấy không thường gặp, cửa võ thiên liên gắn vẫy vùng. Như một lời nhắc nhở chúng ta, kiếp sanh này thật quý hóa vô cùng, ta phải biết tận dụng để ngày về không hối tiếc. Phần 18. Ta nên từ bỏ cừu hận oán ghét mà tạo nghiệp bác ái từ bi để vui hưởng nơi cực lạc thế giới. Bài 30. Sự vui hưởng nơi Ngọc Hư Cung không bằng vui hưởng nơi cực lạc thế giới. Ta tạo nghiệp ấy là tiểu thiên địa của ta, cũng như Đức Chí Tôn tạo đại thiên địa của Ngài. Trong tiểu thiên địa của chúng ta cũng có ma, cũng có Phật. Tại khôn khéo của ta, trong mấy kiếp sanh, vì thù hận chẳng vì yêu ái, vì oán cừu chẳng vì bác ái. Hễ oán cừu thì tạo nghiệp quỷ ma, còn bác ái từ bi thì tạo nghiệp Phật. Cũng như oán cừu của Đức Chí Tôn tạo nghiệp là quỷ vương, bác ái từ bi của Ngài tạo nghiệp là trời. Chúng ta dầu có quyền năng trong kiếp sanh đoạt tiểu thiên địa mà sửa đổi những điều gì dục ta cừu hận oán ghét, thì ta tuyệt bỏ lần nó đi. Mỗi kiếp sanh mua chuộc sự thương yêu đặng sống hưởng nơi cực lạc thế giới 1.200 năm, hay là 2.400 năm, hay là 3.600 năm, hay 12.000 năm, hay 24.000 năm, hay 36.000 năm, theo thời gian hữu giới của nó. Ta có phương pháp mỗi kiếp sanh các chân linh trừ bớt thù hận, đoạt quyền lực thương yêu, y như trên hình tượng trước đền thánh Đức Chí Tôn
để Tam Thánh ký hòa ước với ngài đó vậy. Nhờ khi mới khai đạo, bác nương đến để một bài thánh giáo về thương yêu rất chí thiết, cả thảy ráng hiểu thấu thêm. Bí pháp bà bác nương đã cầm cây viết mà biên cho mình, ấy là bí pháp trọng hệ, đến nỗi Đức Chí Tôn đến ký hòa ước buộc chúng ta chỉ có luật thương yêu mà thôi. Bởi do luật thương yêu mà ngài cầm quyền các càn khôn vũ trụ trong tay, mà chúng ta đã định nghiệp được cao trọng cũng do nơi quyền lực của lực ấy. Nói thật, trong kiếp sanh của chúng ta, rủi có kẻ trong thân ta oán thù ta, kẻ ấy tức là ma nghiệt, ta không nên sợ. Mà nếu ta khôn ngoan thì ta lấy tình yêu ái đối lại, đặng cho họ diệt tận oán cừu đi. Ấy là cơ quan bí pháp mà bần đạo vừa hé màn bí mật cho con cái của Đức Chí Tôn nhìn thấy để tìm cơ quan giải thoát. Luận giải: làm sao để không còn thù hận oán ghét một ai cả? Chúng ta hằng ghi nhớ Đức Chí Tôn đến ký hòa ước với nhân loại thực hành hai chữ thương yêu. Chúng ta thường nói luật thương yêu, quyền công chánh. Vậy luật thương yêu là một điều luật vô cùng quan trọng và to lớn của đạo. Nếu ta không giữ được luật thương yêu thì ta chưa gìn luật lệ cao đài như lời Minh Thể Nhập Môn. Ta cũng hằng ghi nhớ thương yêu là của Đức Chí Tôn, và thầy cũng từng dạy: nếu các con không đủ sức thương yêu thì cũng đừng ghét nhau, nghe ạ. À, mỗi lần tâm cừu hận nổi lên, ta lấy câu của cổ nhân thường dạy: lấy oán báo oán, oán chập chồng; lấy ân báo oán thì oán tiêu tan. Ta không muốn lấy oán cừu trả lại oán cừu, bởi vì sẽ gây nên oan nghiệt từ đời này sang đời khác. Đó là điều mà người tu chúng ta vô cùng sợ hãi. Có ai còn oán thù ta, ta cũng lấy sự thương yêu mà đối đãi họ, thì lần hồi họ sẽ suy nghĩ lại mà thay đổi thái độ với ta. Tóm lại, trong mọi trường hợp ta lấy tâm từ bi hỷ xả mà đối đãi với mọi người, thì không còn ai coi ta là kẻ thù nữa. Phần thứ 19, Long Hoa Hội nơi Bạch Ngọc Kinh. Long Hoa Hội đó, Long Hoa Hội chúng ta đang ngự tại Bạch Ngọc Kinh đó vậy. Đức Chí Tôn cho bần đạo thấy trước và ngó thấy các chân linh ngự trước đó, đặng ngày kia con cái của ngài cũng ngự như vậy. Bần đạo làm chứng đặng nói lại với con cái của ngài: tôi tưởng nếu chúng ta đoạt được cờ giải thoát về hiệp một cùng Đức Chí Tôn, được ngồi hưởng ngôi vị nơi đó, chúng ta đã đầu thai chịu cái khổ của đời mà lập vị mình. Đối với cái khổ hạnh muôn kiếp của mình, nó trả lụng lại một cách vô đối. Nếu có thấy mới tưởng tượng rằng Đức Chí Tôn chẳng hề khi nào chịu thiếu nợ ai cả. Rất hạnh phúc cho kẻ nào dám cả gan cho ngài vay. Rất hạnh phúc cho những kẻ nào biết yêu ái, biết làm tôi tớ cho ngài. Ngài sẽ đáp lại cái ơn ấy cho mình. Tới chừng đấng ấy làm tôi tớ lại cho mình thì không có cái hạnh phúc hay giá trị gì ở mặt thế gian này bằng đặng. Luận giải: hoàn cảnh ngày nay ta có thể làm gì để đoạt được công quả về dự hội Long Hoa được? Chúng ta hãy đọc lại lời thánh giáo của Đức Chí Tôn sau đây. Thầy trông mong nơi con, khá cải sửa chút ít phàm tâm thì đức tánh mới đặng trọn vẹn. Công quả tuy nhọc nhằn nhưng địa vị cao thượng cũng chẳng phải dễ đoạt được. Có gì chúng sanh mà khổ tâm hành đạo, có khó nhọc, có giải dầu sương mơi nắng xế mà quên bậc phẩm vô vị ở cõi trần này, có dày giả nẻo gai trong lần theo bước đường hạnh đức, mới có ngày vui vẻ bất tận, mới có buổi an hưởng địa vị thiên liêng, tránh điều phiền não, thoát đọa luân hồi, mới có lúc rảnh nợ phong trần, nhàn xem sự thế, non cao suối lặng, động mát trừng thanh, là chỗ còn lấy đạo đức làm thang để bước lên cho cùng tột. Khá gắng nghe con, khá gắng nghe và hành trình liệu bước. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế này
thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao. Các con vào trường Long Hoa học những gì? Các con thi đề tài gì hả các con? Thầy nói trước cho các con biết đề tài thi: thương yêu, công chánh, luân thường, đạo lý. Các con có hiểu không? Khả nhớ đó nghe. Thầy căn dặn các con không nên để tâm khinh thường, coi trẻ luật lệ của đạo và bất cứ một việc gì của thầy ban ra đó nghe. Thầy sợ các con mắc tội thiên điều. Trong lúc các con ở trong phòng thi Long Hoa Đại Hội, quỷ nó khảo lung lắm. Nó tìm đủ mọi cách dục loạn, làm cho các con phản đạo, phản thầy, phản bạn. Mà các con có biết việc làm tội lỗi của mình đâu. Nó làm chủ trong tâm, tâm trí của các con. Các con làm tôi tớ cho nó sai khiến, vì các con mất hết tâm thánh thiện. Vậy các con nên giữ tâm cho còn thánh thiện. Còn tâm tức còn đạo. Toàn thể các con của thầy gắn nhớ đó nghe các con. Lời kết. Qua con đường thiêng liêng hàng sống, chúng ta đã tìm lại được phương pháp trau dồi cái tâm để ngày kia được dự hội Long Hoa hay trở về cùng thầy. Chiêm nghiệm kỹ, ta thấy rõ đây là những điều căn bản mà Đức Hộ Pháp đã dạy qua phương luyện kỹ đặng bước vào con đường thứ ba đại đạo, như là đức tin và khôn ngoan là kho chí bửu, ngoài ra là của bỏ, là đồ vô giá trị. Phải thanh nhàn, đừng vị kỷ. Phải vui vẻ điều hòa, tự chủ quyết đoán. Giữ linh tâm làm căn bổn, hiếu hạnh với chí tôn và Phật mẫu. Sự cừu hận là khối thảm khổ đệ nhất của nhân loại. Ai chẳng oán hận mới thắng được kẻ thù nghịch cùng mình. Tín ngưỡng mạnh mẽ nơi chí tôn và Phật mẫu. Thương yêu vô tận, ấy là chìa khóa mở cửa bát quái đại tại thế. Ngoài ra, còn vài đức tính khác như vui chịu cực khổ, nhục nhã vì thầy, vì đạo, quên mình phụng sự cho chúng sanh, ăn năn sám hối tội tình, xét mình hàng bữa, thành tâm niệm danh thầy, cộng với những công nghiệp tạo thành cho sanh chúng sẽ tạo nên ngôi vị xứng đáng cho chúng ta nơi cõi thiêng liêng đó vậy. Như vậy là chúng ta vừa trải qua buổi trích đọc những sưu tầm của soạn giả Quang Thông có tựa đề Phương pháp trị tâm qua con đường thiêng liêng hàng sống. Kênh Cao Đài Tây Ninh, Nguyễn Văn Úc xin chân thành cảm ơn soạn giả Quang Thông cũng như toàn thể quý vị đạo tâm đã hoan hỷ lắng nghe buổi diễn đọc này. Xin cầu nguyện ơn trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các đấng thiêng liêng ban bố hồng ân cho toàn thể quý vị đạo tâm được hạnh phúc dồi dào, sức khỏe an lạc, luôn tinh tấn trên con đường lập công, lập ngôn và lập đức. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Tát.